sổ đỏ đứng tên vợ, khi chuyển nhượng có cần chữ ký của chồng. Tùy trường hợp mà khi chuyển nhượng có cần chữ ký của chồng hay không. Nếu trường hợp sử dụng đất là tài sản riêng của vợ. Theo điều 43 của Luật Hôn nhân gia đình, tài sản riêng của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân bao gồm: tài sản riêng của mỗi người gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn, tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân, tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của luật này, tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng. Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ, chồng. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân được thực hiện theo quy định tại khoản 1 điều 33 và khoản 1 điều 40 của luật này. Tài sản mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản riêng. Trường hợp sổ đỏ chỉ đứng tên người vợ và quyền sử dụng đất tương ứng được xác định là tài sản riêng của người vợ, thì người vợ có toàn quyền bán, cho, cầm cố đối với quyền sử dụng đất này mà không cần chữ ký của chồng. Trường hợp quyền sử dụng đất là tài sản chung của vợ chồng khi chuyển nhượng phải cần có chữ ký của chồng, nếu không hợp đồng mua bán không có giá trị pháp lý.